Người dân thủ đô Mexico City của Mexico và du khách một lần nữa có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới tại các bảo tàng hàng đầu của thành phố này khi các điểm đến văn hóa dần được mở cửa trở lại sau 5 tháng phải đóng cửa do đại dịch COVID-19. Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Mexico, nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật trong nhiều thế kỷ, và bảo tàng Muro Diego Rivera đã được mở cửa trở lại đón du khách trong tuần này. Hai bảo tàng này cùng một số bảo tàng khác ở thủ đô Mexico City đang hoạt động với 30% công suất. Du khách ghé thăm bảo tàng phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội trong suốt chuyến tham quan. Tôi rất vui vì họ đã cho phép mở cửa lại các cơ sở sau một thời gian dài. Đây có vẻ như là một lựa chọn tốt, chủ yếu là do các biện pháp được ban quản lý thực hiện để chuyến tham quan của chúng tôi dễ chịu hơn. Thành phố Mexico City từ đầu tháng 8 đã thông báo cho phép mở cửa trở lại các quán bar, rạp chiếu phim và các tổ chức văn hóa. Mexico hiện có hơn 623.000 ca mắc và hơn 66.800 ca tử vong do dịch COVID-19.